Hi, chào tất cả bạn ha. Chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì nay có hai con đực mộng vuông mới về ha, quay cho tất cả bạn xem ha. Còn hai con nữa mà bữa đó mình chưa trở về được, hôm nay trở về hai con thôi. Thì hai con này một con của Makita, con Hitachi. Này thì mình bán nhiều ha. Kẹp maximum nó được tất 8 nha anh em. Đó, anh em có thể chạy tới chạy lui được ha. Nè. Để cái bàn này nó không bằng. Đó. Tới luôn nhẹ nhàng nha anh em. Ha, quay qua quay trái quay phải nữa ha. Này nó được 4 góc nha anh em, 4 hành trình. Qua trái phải tới lui ha. Thì con này của Makita. Con này model là 155mm nè. Ủa, con này model là 3705 nè, điện 100V nè. 12A ha nè. 1150W, nó chạy tốc độ là 1400 vòng trên phút ha. Mấy con này anh em gắn lựa nhỏ được nha, lựa nhỏ anh em về làm cái sơ mi lại. Đây anh em dặn ngóc này ba con này tháo sơ mi ra. Muốn xài mũi nhỏ thì gắn sơ mi vô ha. Đó, cái mũi zin của nó là 30 vuông nha anh em. Đó, này của Makita ngoại hình thì cũng khá đẹp ha. Còn đầy đủ ha anh em. Quay lên xuống nhẹ nhàng hết ha. Đó. Ha. Ngon lành hết. Ha. Con Makita này thì bán giá 2,5 triệu ha, giá chưa bao gồm ship nha. Đây. Chạy ok ngon lành nha anh em. Chạy ok hết ha. 2,5 triệu giá chưa bao gồm ship. Tiếp theo con Hitachi nè, con Hitachi của cái cây sát nó to hơn con Makita nha. Ghim cái điện qua đây cái. Con này thì nó làm nhôm nè, dày cui luôn nha. Đẹp cũng bằng con Makita anh em nha. Mấy cái ti nó thì rất là bóng luôn, rất là đẹp luôn. Con này giá 2,6 triệu nha anh em. Đó. Hitachi 2,6 triệu, con này nó dính như dạng như keo nè, anh em thấy nè, cạo nó ra nha. Tại lười cạo thôi, chứ không phải là nó xấu nha. Đó. Con này ti thì ok hết nha anh em. Nha. Hả? Ngon lành hết nha. Quay trái phải rồi rất là nhẹ nhàng luôn nè. Ha, rất là chuẩn luôn ha. Con này nè, đó. Thấy không? Ti nó quá đẹp luôn mà, ti bóng lưỡng ha. Đó, dây điện đó nè. Con này thì ngoại hình cũng khá đẹp luôn ha. Con Hitachi này giá 2,6 triệu nha anh em. Để test lại cho anh em xem. Đu ngon lành ha. Tay nắm nó to đùng luôn ha. Ngon lành. Đó. Ha. Thì con này bán giá 2,6 triệu ha, giá chưa bao gồm ship ha. Anh em nào cần thì là lại ngay cửa hàng mình 465, 467 đường DT743 Dĩ An, Bình Dương ha. Ngay ngã ba cây điệp ha. Đó, để mua hàng ha. Ok, thì nay mình lên hai con này ha. Xíu mình sẽ lên mấy con cắt nhôm, cắt gỗ nữa ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân.